Là hoạt động xúc tiến thương mại được tổ chức thường niên, hội chợ triển lãm nông nghiệp quốc tế Agro Việt luôn được đánh giá cao, tạo giá trị gia tăng cho chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp. Tại buổi giới thiệu về sự kiện này, ban tổ chức cho biết, sau 2 năm bị gián đoạn do dịch COVID-19, năm nay Agro Việt sẽ diễn ra từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 9 năm 2023 tại Hà Nội, có quy mô 200 gian hàng của gần 45 tỉnh thành trên cả nước tham gia giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông lâm thủy hải sản, hàng tiêu dùng, lương thực, thực phẩm, đảm bảo nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được bảo hộ chỉ dẫn địa lý, đạt tiêu chuẩn OCOP từ 3 sao trở lên. Đặc biệt, hội chợ triển lãm lần này còn có 29 doanh nghiệp quốc tế đến từ các nước Úc, Liên bang Nga, Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia, New Zealand tham gia trưng bày và giới thiệu các loại vật tư máy móc hiện đại phục vụ sản xuất nông nghiệp. Bên lề sự kiện cũng sẽ diễn ra hội nghị giao thương giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài, hội thảo, tuyên truyền, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm đặc trưng, đặc sản khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo trên sàn thương mại điện tử, hội thảo phát triển nông nghiệp xanh, bền vững gắn với mô hình du lịch nông thôn.